Lời Đức Chúa Trời hằng ngày. Nếu ngươi muốn đưa lẽ thật vào thực hành, và nếu ngươi muốn hiểu nó, thì trước hết, ngươi phải hiểu bản chất của những khó khăn mà ngươi đối mặt và những điều diễn ra xung quanh ngươi. Những rắc rối với những vấn đề này là gì, cũng như chúng liên quan đến phương diện nào của lẽ thật. Ngươi phải tìm kiếm những điều này, và sau đó, ngươi phải tìm kiếm lẽ thật dựa trên những khó khăn thật của mình. Theo cách đó, khi ngươi dần đạt được sự trải nghiệm, ngươi sẽ có thể thấy bàn tay Đức Chúa Trời trong mọi việc xảy ra với ngươi, cũng như những gì Ngài muốn làm và những kết quả Ngài muốn đạt được nơi ngươi. Có lẽ ngươi không bao giờ cảm nhận bất kỳ điều gì xảy đến với ngươi là có kết nối với đức tin nơi Đức Chúa Trời và lẽ thật, và đơn thuần tự bảo mình: tôi có cách riêng của mình để xử lý việc này, tôi không cần lẽ thật hay những lời Đức Chúa Trời. Khi tôi tham gia nhóm họp, hay khi tôi đọc lời Đức Chúa Trời, hay khi tôi thực hiện bổn phận của mình, tôi sẽ kiểm tra bản thân mình dựa trên lẽ thật và lời Đức Chúa Trời. Nếu những việc hàng ngày diễn ra trong cuộc sống của ngươi, những điều liên quan đến gia đình, công việc, hôn nhân và tương lai ngươi, nếu ngươi cảm thấy những điều khác nhau này không liên quan gì đến lẽ thật, và ngươi giải quyết chúng bằng cách dùng những biện pháp của con người, nếu đây là cách ngươi trải nghiệm, thì ngươi sẽ không bao giờ đạt được lẽ thật. Ngươi sẽ không bao giờ hiểu Đức Chúa Trời mong muốn làm chính xác là điều gì nơi ngươi, hay những kết quả mà Ngài muốn đạt được. Theo đuổi lẽ thật là một quá trình lâu dài. Có một mặt đơn giản và cũng có một mặt phức tạp trong đó. Nói đơn giản, chúng ta nên tìm kiếm lẽ thật, thực hành và trải nghiệm lời Đức Chúa Trời trong mọi thứ diễn ra quanh chúng ta. Một khi ngươi bắt đầu làm điều này, ngươi sẽ ngày càng thấy mình nên đạt được và theo đuổi bao nhiêu lẽ thật trong đức tin của mình nơi Đức Chúa Trời, và rằng lẽ thật là quá thực và lẽ thật là sự sống. Không phải là chỉ những người hầu việc Đức Chúa Trời và những người dẫn dắt hội thánh mới cần làm mọi việc theo lẽ thật, trong khi những người theo đạo bình thường thì không cần. Nếu là như vậy thì sẽ không có ý nghĩa vĩ đại trong những lời mà Đức Chúa Trời đã bày tỏ. Các ngươi giờ đây có một con đường theo đuổi lẽ thật không? Điều đầu tiên phải được nhắm tới khi theo đuổi lẽ thật là gì? Trước mọi điều gì khác, ngươi phải dành nhiều thời gian hơn để ăn uống lời Đức Chúa Trời và lắng nghe những sự thông công. Khi ngươi đối mặt một vấn đề, hãy cầu nguyện và tìm kiếm thêm nữa. Khi các ngươi đã trang bị cho mình nhiều lẽ thật hơn và đã đạt được lối vào sự sống và sở hữu phốc giạc, các ngươi sẽ có thể làm điều gì đó thật, đảm nhiệm chút công tác, và bởi đó sẽ có thể vượt qua được một số sự thử luyện và thử thách. Vào lúc đó, các ngươi sẽ cảm thấy rằng mình thật sự đã hiểu và đã đạt được một số lẽ thật, và ngươi sẽ cảm nhận rằng những lời phán bởi Đức Chúa Trời là điều mọi người cần, cũng như điều họ phải đạt được, và rằng đây là lẽ thật duy nhất trên đời có thể cho con người sự sống.